Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hoàng Anh nhất quyết từ chối quyền nuôi con, mặc dù con gái gặp vấn đề về tâm lý. Trên trang cá nhân của mình, vợ cũ Hoàng Anh đã có những chia sẻ liên quan tới chuyện thuận tình ly hôn của mình. Kể từ sau khi lùm xùm liên quan tới gia đình diễn viên Hoàng Anh được nổ ra, nam diễn viên và vợ cũ vẫn đấu tố lẫn nhau, chưa có hồi kết. Mới đây, Quỳnh Như đã có những chia sẻ rằng cô sẽ thuận tình ly hôn. Quỳnh Như cho biết chồng cũ của cô đã từ chối nuôi hoặc chu cấp cho con gái. Mới đây, Quỳnh Như đã có những chia sẻ về việc cô đã làm mẹ đơn thân, thế nhưng vợ cũ Hoàng Anh đã không quên tố cáo chồng bạc như vôi. Quỳnh Như tiết lộ, phía luật sư thông báo rằng nam diễn viên đã từ chối quyền nuôi con cũng như không nhắc tới chuyện chu cấp cho con gái. Có những điều mà nếu anh ấy thức tỉnh rồi chủ động làm sẽ tốt hơn pháp luật ép buộc. Nếu anh ấy chưa đủ khả năng chu cấp cho con, tôi sẽ gồng gánh thay anh. Nhưng trách nhiệm và tình cảm của người cha thì tôi không thể thay anh được. Quỳnh Như bộc bạch. Quỳnh Như cũng tiết lộ rằng con gái hiện tại đang có bất ổn về tâm lý. Theo đó, cô bé được chẩn đoán chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ cũng như ngại giao tiếp. Quỳnh Như hy vọng chồng cũ của mình sẽ quan tâm cô bé nhiều hơn để con gái có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này. Trước đó, Quỳnh Như cũng níu kéo Hoàng Anh rất nhiều, thế nhưng đều không được. Sau một quãng thời gian dài mệt mỏi, Quỳnh Như cho biết cô chỉ muốn bản thân mình dứt tình.